Lý lịch bất hảo của nghi phạm vụ sát hại phi tang cô gái 21 tuổi trong vali ở Vũng Tàu Tài xế say xỉn tát cảnh sát giao thông khi bị lập biên bản vi phạm nồng độ cồn Vụ cháy ở Trung Kính, vợ chưa lành vết mổ đã phải vội vã xuất viện về chịu tang chồng Một người phụ nữ bất ngờ bốc cháy như đuốc trước khu nhà trọ ở Bình Dương Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Ngày 26 tháng 5, một nguồn tin cho biết Võ Thành Long sinh năm 2004, mù huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, bị can trong vụ án sát cô gái 21 tuổi rồi cùng bạn bỏ thi thể vào vali vứt trên núi nhỏ thành phố Vũng Tàu là người vừa chấp hành xong án phạt. Võ Thành Long bị bắt từ ngày 15 tháng 9 năm 2022 và được Tòa Nhân dân thành phố Bà Rịa đưa ra xét xử công khai vào ngày 2 tháng 12 năm 2022. Theo nội dung vụ án, do cần tiền tiêu xài nên Long có ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 13 tháng 9 năm 2022, Long dùng tài khoản Facebook truy cập vào trang Việc làm Bà Rịa thì thấy tài khoản tên Nguyễn Bà C đăng tin tìm việc làm nên đã nhắn tin và hứa giới thiệu việc làm cho C. Trong lúc ngồi nhậu, Long nói C cho mượn xe máy đi chở bạn, sau đó lấy xe bỏ đi, chặn hết liên lạc với C. Quá trình điều tra, Long còn khai nhận chiếm đoạt một xe máy của người đàn ông tiên định. Ngoài ra, trong thời gian làm nhân viên một quán ăn, Long lấy cắp một số tài sản khác. Tại bản cáo trạng, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bà Rịa đã truy tố Long về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 1, điều 174, Bộ Luật Hình sự. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy hành vi phạm tội của Long là nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo nhận thức được tài sản của người khác là bất khả xâm phạm. Vì bản thân nghiện game, lừa lao động, không có nghề nghiệp và không có thu nhập nên đã có hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác nhằm phục vụ cho mục đích tiêu xài cá nhân và chơi game. Hành vi phạm tội của bị cáo đã gây mất an ninh trật tự trên địa bàn và gây bất bình trong dư luận quần chúng nhân dân. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Bị cáo ra đầu thú nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo điểm i, s khoản 1, khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự. Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo nhất thời phạm tội, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng, nhân thân tốt, khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo chưa đủ 18 tuổi, khả năng nhận thức hành vi còn hạn chế nên được áp dụng thêm điều luật đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. Từ đó, xử phạt bị cáo Võ Thành Long 6 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 15 tháng 9 năm 2022. Liên quan đến vụ án sát hại cô gái 21 tuổi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thành Long và Vũ Thành Huy, 25 tuổi, ngụ xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa. Theo đó, Võ Thành Long bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội giết người và cướp tài sản. Còn Huy bị khởi tố, bắt tạm giam về tội che giấu tội phạm và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Theo điều tra, Long quen biết chị T, 21 tuổi, ngụ huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh qua mạng xã hội. Sau đó ngày 18 tháng 5 Long và Huy đưa chị Tê đi chơi ở Vũng Tàu. Nửa đêm, Long đưa chị Tê về khách sạn, sau đó ra tay với nạn nhân và gọi điện cho Huy cùng phi tăng nạn nhân ở khu vực núi nhỏ, thành phố Vũng Tàu vào trưa ngày 19 tháng 5. Sau khi nhận thông tin từ công an huyện Cần Giờ, chỉ trong 12 giờ, công an tỉnh và đề Vũng Tàu đã bắt giữ các đối tượng, sau đó tìm thấy nạn nhân xấu số. Trưa 26 tháng 5, công an huyện sóc Sơn Hà Nội cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Tựa. Sinh năm 1972 ở thôn Xuân Dục, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, tổ công tác đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Sóc Sơn thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn tại đường núi Đôi, xã Tân Minh đến 12 giờ 35 phút, phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy có biểu hiện sử dụng bia rượu. Tổ công tác yêu cầu dừng phương tiện và kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả người này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,323 mg trên 1 lít khí thở. Tuy nhiên sau khi bị tổ công tác lập biên bản tạm giữ phương tiện, ông tựa to tiếng và mắng lực lượng chức năng, nam tài xế còn thẳng tay tát một cán bộ công an huyện Sóc Sơn. Tổ công tác phải khống chế tài xế và bàn giao cho đội điều tra tổng hợp công an huyện Sóc Sơn theo đúng thẩm quyền. Liên quan đến vụ cháy ở phố Trung Kính Hà Nội vừa qua, nằm trên giường bệnh sau ca phẫu thuật chị HTN ở xã Đồng Thắng, huyện Trợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn, đau xót viết dòng trạng thái trên trang Facebook cá nhân. Vĩnh biệt anh, em và con mãi yêu anh, anh nghỉ nhé chồng yêu. Mới trải qua ca phẫu thuật ruột thừa, vết mổ chưa kịp lành, chị N đã xin xuất viện sớm để chịu tăng chồng, mang theo thuốc kháng sinh về nhà uống. Cuối tuần trước, anh Ma Ngọc Tân, 37 tuổi, chồng chị N xin nghỉ phép từ Hà Nội về đưa vợ tới bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Cạn mổ ruột thừa. Sáng 23 tháng 5, anh Tân gửi gắm vợ cho người thân chăm sóc rồi tất bật quay trở lại thành phố tiếp tục công việc. Chị N không ngờ rằng sau lời chào tạm biệt hôm đó, chị và chồng mãi mãi xa nhau. Rạng sáng ngày 24 tháng 5, ngọn lửa hung ác trôn vùi cuộc đời, hoài bão và cả gánh nặng còn răng dở của anh Tân cùng 13 người hàng xóm trong căn nhà ở đường Trung Kính, quận Cầu Giấy. Lãnh đạo xã Đồng Thắng nói, gia đình anh Tân hoàn cảnh làm thuần đông, bố mẹ tuổi đã cao, anh lại là con trường. Người vợ vừa trải qua cuộc phẫu thuật, giờ nhận tin dữ này vô cùng đau đớn. Từ lúc kết hôn, vợ chồng anh Tân phải sống xa nhau. Anh cố bám víu Hà Nội vì sợ ở quê không có việc làm, còn vợ anh công tác tại ngân hàng chính sách ở Bắc Cạn. Cặp đôi kết hôn đã lâu nhưng khó khăn đường con cái do người vợ mắc bệnh bà xê đầu khó có thai. Ba năm trước, anh chị hạnh phúc chào đón cậu con trai kháu khỉnh. Bố mẹ anh Tân tuy đã lớn tuổi, sức khỏe yếu, song cố chăm sóc cháu nội để con dâu yên tâm đi làm. Mỗi cuối tuần, người đàn ông 37 tuổi bắt xe khách về quê thăm vợ con và gia đình. Em gái anh Tân đã kết hôn, sống tại Bắc Cạn. Cả gia đình chỉ có một mình anh ở Hà Nội mưu sinh. Không ai rõ anh thuê trọ ở đâu, chỉ biết ở quận cầu giấy. Chị Đê, người em họ của anh Tân kể lại trong nước mắt. Anh bảo thuê phòng trọ tốt, phù hợp điều kiện hoàn cảnh bản thân, nên không ai hỏi thăm nhà trọ đó kết cấu, xây dựng thế nào. Sáng 24 tháng 5, người thân ở Bắc Cạn đọc thông tin về vụ cháy. Họ gọi liên tục vào số điện thoại của anh Tân, nhưng đáp lại chỉ là những hồi chuông dài vô vọng. Linh tình có chuyện chẳng lành, người thân nhờ chị Đê đang là bác sĩ tại một bệnh viện ở Hà Nội tìm kiếm. Hy vọng anh Tân vẫn còn sống. Chị Đê nhờ đồng nghiệp ở bệnh viện giao thông vận tải tìm danh sách những nạn nhân đang cấp cứu. Tim chị run lên mỗi khi nghe thấy cái tên xa lạ. Tiếp tục liên hệ đến bệnh viện 198, xác nhận anh Tân là một trong những nạn nhân được chuyển về đây. Chị Đê bàng hoàng, không biết bắt đầu từ đâu để thông báo cho bố mẹ anh. Khi công an đưa ảnh anh Tân, chị Đề nhận ra ngay nạn nhân được xác định tử vong do ngạt khí. Chỉ đã thay mặt gia đình lo mọi thủ tục, thuê xe, đón anh về Bắc Cạn. Ngày 24 tháng 5, họ hàng đã thay nhau dựng dạp, chuẩn bị lo hậu sự, thông báo tổ dân phố. Thi thể anh Tân được đưa về thôn Nà Văn, xã Đồng Thắng vào khoảng 21 giờ cùng ngày. Căn nhà sàn đơn sơ ở chân đồi, từ đường nhựa phải đi bộ vào thôn khoảng 1 km, băng qua một cánh đồng. Cả thôn làng đã đứng chờ sẵn đầu đường, lặng lẽ đón anh về nhà lãnh đạo ủy ban nhân dân xã Đồng Thắng cũng xuống thăm hỏi, động viên gia đình. Chính quyền vận động bà con lối xóm giúp gia đình chuẩn bị hậu sự. Mới đây, bà Trịnh Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy Hà Nội cho biết, Ủy ban nhân dân quận có quyết định khen thưởng đột xuất nhóm người có thành tích trong công tác cứu hộ cứu nạn vụ cháy nhà trọ trên phố Trung Kính. Bốn người hùng được khen thưởng gồm anh Phạm Quốc Luật, quê Hà Tĩnh, anh Nguyễn Kim Long, Hà Nội, anh Hoàng Anh Tuấn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định và anh Đồng Văn Tuấn, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Anh Đồng Văn Tuấn, 21 tuổi, cho biết cảm thấy vui và tự hào về bản thân vì anh đã góp sức cùng ba thanh niên khác cứu người mắc kẹt khỏi đám cháy. Anh Tuấn nói, đến bây giờ, giấc mùa của tôi chưa thể trọn vẹn do quá ám ảnh sự việc, tôi cũng chưa thể đi làm trở lại. Được nhiều người gọi với danh xưng người hùng, anh Tuấn nói, tôi không phải người hùng, ở hoàn cảnh đó, ai cũng sẽ làm vậy bởi quan trọng nhất là cứu người. Ngôi nhà tại số 1, ngách 43 trên 98 trên 31 trung kính, bốc cháy dữ dội vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 24 tháng 5. Chỉ trong ít phút, lửa bùng lên dữ dội kèm nhiều tiếng nổ. Khu vực cháy gồm nhà 2 tầng, một tôm, bố trí sân phơi thoáng và một dãy nhà 3 tầng. Mỗi tầng 4 phòng, hành lang hở phía trước. Kết nối giữa hai ngôi nhà là khoảng sân hở khoảng 55m2 được bố trí để xe máy, xe đạp điện. Tại thời điểm trên, anh Phan Quốc Luật làm nghề nhôm kính vừa kết thúc ca làm thêm chạy xe công nghệ. Khi về phòng trọ, anh nghe tiếng nổ lớn liền nhìn qua cửa sổ thì phát hiện đám cháy. Ngay lập tức, anh Luật gọi vợ đi cứu giúp. Nhìn lên thấy có người giơ tay vẫy ở cửa sổ tầng 2 ngôi nhà 2 tầng. Anh Luật hô hoán có người ở tầng 2 tìm thang, búa và dụng cụ cứu người. Anh Nguyễn Kim Long, con trai chủ nhà nơi anh Luật thuê trọ, lập tức lấy thang búa để hỗ trợ anh Luật. Mang thang đến nơi, các anh Đồng Văn Tuấn và Hoàng Văn Tuấn cùng trèo lên bức tường. Sau đó, hai người cùng kéo thang lên gờ của bức tường để tiếp tục trèo thang tiếp lên cửa sổ tầng 2, nơi có người đang ở trong phòng anh Hoàng Văn Tuấn giữ thang cho anh Đồng Văn Tuấn treo lên cửa sổ, dùng búa tạ đập tường để cứu người. Chiếc thang tre hơi ngắn, anh Tuấn dáng người nhỏ nhắn nên lực búa đập tường không được mạnh. Lúc này các anh Nguyễn Kim Long đưa thêm thang dây cho anh Hoàng Văn Tuấn để anh Đồng Văn Tuấn mắc vào cửa sổ, treo thêm lên và bám tay vào thang, tiếp tục dùng búa tạ đập tường. Sau một hồi dùng búa tạ để đập, anh Đồng Văn Tuấn xuống để anh Phan Quốc Luật trèo lên, tiếp tục đập cho đến khi thủng bức tường, đủ để người chui ra ngoài. Ngay sau khi đập thùng tường, anh Hoàng Văn Tuấn cùng lên để đỡ từng người trong phòng chui ra ngoài. Lần lượt là cậu con trai nhỏ, tiếp đến là hai mẹ con chị Thư và cuối cùng là bố chị Thư. Mọi người xung quanh cùng hỗ trợ đưa từng người xuống dưới. Cùng thời điểm đó, các đơn vị tiếp cận hiện trường, triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan cùng các mũi trinh sát tìm kiếm, cứu người bị nạn. Các lực lượng tổ chức phá khóa cổng chính, phá ô cửa sổ tiếp cận vào bên trong ngôi nhà và cứu được bảy người mắc kẹt, trong đó có 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Đến 1 giờ 26 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm, các lực lượng phát hiện 14 người tử vong. Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án để xem xét trách nhiệm của chủ nhà trọ và trách nhiệm của nhóm quản lý nhà nước trong vụ cháy kinh hoàng này. Sáng 26 tháng 5, người dân địa phương phát hiện một phụ nữ bốc cháy như ngọn đuốc trước khu nhà trọ ở khu phố Đông Tư, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, nên hô hoán tìm mọi cách dập lửa, giải cứu nạn nhân. Sau khi dập tắt lửa, người dân gọi xe cấp cứu đưa nạn nhân đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Nạn nhân nhập viện trong tình trạng bị bỏng rất nặng. Tại hiện trường, mọi người phát hiện có căn xăng, trên người nạn nhân cũng có mùi xăng. Nạn nhân sau đó được xác định là bà VNPH, sinh năm 1965, ngụ thành phố Hồ Chí Minh. Theo người nhà nạn nhân, bà H sinh sống ở nhà trọ này đã hơn 10 năm, mưu sinh bằng nghề bán nước uống. Chiều 25 tháng 5, bà xếp đồ đạc chuẩn bị chuyển đến nơi ở khác trọ. Bà Hát có tâm sự với một số người về việc gần đây cuộc sống khó khăn, tiền không còn, trong khi sang nơi ở mới phải thêm chi phí. Cũng trong chiều 25 tháng 5, người trong gia đình có mua một can xăng về phòng để dự phòng cho xe máy. Tuy nhiên đến sáng nay, người phụ nữ được cho là đã sử dụng can xăng đổ lên người rồi châm lửa đốt. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường thu thập thông tin để điều tra làm rõ. Liên quan đến vụ việc tạt axit trong một quán nhậu tại quận 7, mới đây người đàn ông sinh năm 1986, quê ở Long An trong vụ việc đã tử vong tại bệnh viện trợ giấy dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa. Đây là nạn nhân thứ hai tử vong trong vụ án này. Phía bệnh viện trợ giấy thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nam bệnh nhân trên đã tử vong vào lúc 1 giờ 18 phút ngày 24 tháng 5. Bệnh nhân được chẩn đoán suy hô hấp, viêm phổi, toàn hô hấp, tổn thương thận cấp, bỏng hóa chất 15% độ 2 tại mặt, thân, hai tay, chân phải, mắt phải, bỏng kết giác mạc độ 2 và 3. Ngoài ra, tại khoa mắt bệnh viện trợ giấy còn đang điều trị theo dõi ba bệnh nhân nam ngụ thành phố hồ chí minh và đồng tháp liên quan vụ tạt axit trong bàn nhậu nêu trên trong đó hai bệnh nhân nhẹ thì bỏng mắt độ 2 và thị lực đếm ngón tay trên 1 mét bệnh nhân còn lại có thị lực bóng bàn tay một bên mắt bỏng độ 2 và cần theo dõi thêm như vậy đã có hai người tử vong trong vụ tạt axit vào nhóm 8 người đang nhậu xảy ra tại quận 7. Trước đó, tối 22 tháng 5, một nhóm công nhân khu chế xuất Tân Thuận, quận 7 ngồi nhậu ở hẻm 502, đường Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận, quận 7, thì Đặng Hoàng Toàn cầm theo can axit và dao đi tới. Người này tạt axit vào nhóm công nhân, khiến một người tử vong và nhiều người bị phòng. Sau khi gây án, Toàn đã bị công an bắt giữ. Mới đây, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đắk Gờ Long cho biết đã gửi báo cáo đến Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông liên quan đến việc đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với ông Lê Trường, 59 tuổi, và vợ là bà Tôn Nữ Kim Loan, 57 tuổi, ngụ xã Đắc Hà, huyện Đắc Cử Long, về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Theo kết quả điều tra, vợ chồng ông Trường có mua hơn 20 ha đất của ông Trần Văn Sơn, giám đốc công ty cổ phần xuất nhập khẩu Đại Gia Thuận, thành phố Hồ Chí Minh, với giá 2 tỷ đồng. Đất chưa được cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có nguồn gốc của Lâm Trường Đắc Hà, đã giải thể quản lý. Năm 2014, vợ chồng ông Trường tách đất để bán cho hai người ngụ xã Đắc Hà việc thanh toán được chia thành nhiều đợt. Sau này, khi phấn đất chuyển nhượng này được giao về cho chính quyền địa phương quản lý, ông Trường cam kết sẽ làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bên mua. Tuy nhiên, khi bên mua đưa máy móc vào cải tạo đất thì có người ngăn cản. Bên mua yêu cầu vợ chồng ông trường giải quyết dứt điểm tranh chấp này. Sau đó, họ đã làm đơn tố cáo rằng vợ chồng ông trường đã có hành vi gian dối trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất để chiếm đoạt tài sản của họ. Quá trình xác minh, tháng 5 năm 2016, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đắk Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trường, bà Loan để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định liên quan đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Sau 4 tháng bị tạm giam, tháng 9 năm 2016, vợ chồng ông Trường được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang bảo lĩnh tại ngoại. Vụ án được tạm đình chỉ với lý do chờ kết quả giám định thiệt hại cho nhà nước do hành vi vi phạm các quy định về sử dụng đất đai gây ra đến tháng 6 năm 2018, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đắk Long phục hồi điều tra. Tháng 9 năm 2018, cơ quan điều tra tiếp tục đình chỉ điều tra. Tuy nhiên, tháng 8 năm 2023, cơ quan điều tra lại hủy bỏ các quyết định đình chỉ. Tháng 9 năm 2023, cơ quan điều tra lại phục hồi điều tra. Đến tháng 12 năm 2023, cơ quan điều tra lại tạm đình chỉ điều tra với lý do chưa có kết quả giám định thiệt hại. Tháng 3 năm 2024 thì phục hồi điều tra. Cơ quan điều tra đánh giá, mặc dù ông bà có hành vi chuyển quyền sử dụng đất trái quy định, nhưng tính đến thời điểm thực hiện hành vi, họ chưa từng bị kết án hoặc bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi vi phạm quy định về quản lý đất đai. Do đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đắk Cửa Long đã ban hành các quyết định đình chỉ điều tra, xác định hành vi của ông bà không đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Như vậy, sau 8 năm, vợ chồng ông Trường chính thức được tự do. Ông Trường kể suốt 8 năm qua, cả hai vợ chồng mang thân phận bị can nhiều người có cái nhìn thiếu thiện cảm, thậm chí miệt thị đối với họ. Người hiểu thì thông cảm cho chúng tôi, nhưng đa số thì xì xào sau lưng và truyền đến tay tôi. Có tội thì mới bị công an bắt, ông Lê Trường nghẹn giọng nhớ lại. Ông cho biết khi công an ập đến đọc lệnh khám xét nhà, ngay lúc hai vợ chồng đang làm vườn. Khi đó người dân hiếu kỳ cũng có mặt rất đông. Họ cho rằng vợ chồng ông bị bắt do buôn phân bón giả, buôn heroin hay lừa đảo. Từ đó, ông và vợ bị tạm giam biệt lập ở công an huyện Đắk Cờ Long. Ông khẳng định không bị nhục hình, đánh đập, nhưng nơi giam giữ u tối khiến họ ám ảnh mỗi lần nhớ lại. Còn theo lời bà Loan, trước và tại thời điểm bị bắt tạm giam 4 tháng, vợ chồng ông bà có kinh doanh phân bón. Khách hàng là người dân ở địa bàn xã Đắc Hà. Công nợ được ghi chép tại một quyền sổ, đối với những người quen biết thì không. Tuy nhiên, sau 4 tháng bị tạm giam ở nhà tạm giữ công an huyện Đắk Cờ Long, rồi chuyển lên công an tỉnh Đắk Nông, gia đình bị mất sổ sách ghi chép, bởi vậy nhiều khoản nợ bà Loan không còn nhớ để đòi. Ông Lê Trường thông tin thêm suốt 8 năm mang thân phận bị can, vợ chồng ông không những chịu tổn thất nặng nề về tinh thần, vật chất mà còn thường xuyên bị nhóm người lạ mặt vô cớ vào đòi tranh chấp phần đất gia đình đang sử dụng. Theo ông Trường, gia đình ông kiến nghị bồi thường 4,2 tỷ đồng, còn bà Loan cho biết thêm, vợ chồng bà đã gửi đơn, qua đó yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đắk Long và viện kiểm sát nhân dân cung cấp phải tổ chức xin lỗi công khai để các cơ quan báo đài trung ương, địa phương đăng tải thông tin. Mới đây, Vụ lượng bùn cát khổng lồ vùi lấp một số phương tiện xe ô tô cơ giới tại Mũi Né, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận đã khiến nhiều người quan tâm. Vấn đề pháp lý được nhiều người quan tâm ở đây là những chiếc xe ô tô bị bùn cát vùi lấp như vậy, ai chịu trách nhiệm bồi thường? Luật sư Trần Văn Giới, thuộc đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo thông tin từ truyền thông thì do mưa lớn đã dẫn đến hiện tượng bùn cát từ một dự án đầu tư tràn xuống tuyến đường bên dưới gây ách tắc giao thông và thiệt hại về tài sản của người dân có thể thấy đây là trường hợp thiệt hại do công trình xây dựng gây ra. Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do công trình xây dựng gây ra, Điều 605 Bộ Luật Dân sự có quy định như sau. Chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý, sử dụng nhà cửa, công trình xây dựng khác phải bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác đó gây thiệt hại cho người khác. Khi người thi công có lỗi trong việc để nhà cửa, công trình xây dựng khác gây thiệt hại thì phải liên đối bồi thường. Trong trường hợp này, các chủ thể có thể chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người dân gồm chủ sở hữu dự án, người chiếm hữu, người được giao quản lý dự án. Trường hợp đơn vị thi công có lỗi thì cũng phải liên đối bồi thường. Pháp luật hiện nay không có quy định cụ thể về thứ tự, tỷ lệ liên đối bồi thường. Do đó trên thực tế, khi có tranh chấp về xác định người có trách nhiệm bồi thường xảy ra, cần phải xét thêm nhiều yếu tố như ai là người có lỗi để xảy ra thiệt hại, mức độ lỗi của mỗi bên, vân vân. Đồng quan điểm, luật sư Huỳnh Hồ Minh Hải, thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết ngành chức năng cần kiểm tra thêm việc phê duyệt dự án. Từ căn cứ đó, để xem xét việc chủ đầu tư có thực hiện các quy định như đã được phê duyệt hay không hoặc đã thực hiện nhưng ở mức độ nào. Ngoài ra, quan điểm của ông Hải là chủ đầu tư nên có trách nhiệm hỗ trợ người dân di rời để ổn định cuộc sống trong trường hợp nếu phải di rời người dân đi nơi khác liên quan đến vụ việc trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận ngày 23 tháng 5 đã có yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết khẩn trương tổ chức khắc phục nhanh, an toàn hậu quả các khu vực bị sạt lở đất cát, nhất là trên tuyến đường Nguyễn Đình Triều và Huỳnh Thúc Kháng, dự án Sentosa Villa. Kiên quyết tổ chức di rời, sơ tán dân khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lập phương án chủ động chống sạt lở, vân vân. Hiện ngành chức năng chưa có thống kê thiệt hại do vụ tràn cát này gây ra.